Tại Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh Sơn, xã Thanh An, huyện Cam Lộ, trong vụ hè thu năm 2021, canh tác hơn 280 hectare lúa nước. Thế nhưng, ngay vào thời điểm cây lúa bắt đầu trổ đồng, thì nguồn nước tưới tiêu không thể về đến chân ruộng. Chính vì vậy, có đến hơn 60 hectare lúa của bà con nông dân đang ở trong tình trạng thiếu nước nghiêm trọng, cây lúa khô cháy, đất ruộng nứt nẻ, khô hạn. Năm nay làm 4 mẫu đó, hơn 4 mẫu mà đều cùng diện tích lúa thì chứ đến lúc thuộc đông rồi mà cũng không có nước hắn téo, hàn hắn téo đông rồi lắm lắm nước mà chứ chạy vô để mà đối thuộc đông nhưng mà rồi cùng năng suất rồi ngọt không ăn thua. Chạy cựu cho vui rồi chứ còn không ăn thua. Trước nguy cơ mất trắng nhiều diện tích lúa của bà con xã viên, Ban Giám đốc Hợp tác xã Thanh Sơn đã tiến hành thuê máy bơm lấy nước cung cấp tạm thời để chờ mưa lớn. Tuy nhiên từ 3 ngày nay, 3 máy bơm hoạt động hết công suất nhưng nước tưới vẫn chưa thể về đến chân ruộng, nhất là đối với những diện tích ở xa nguồn nước thì thời gian tưới càng kéo dài hơn. Do nắng hạn nhiệt độ cao thì gió lao thổi quá mình, cho nên lúa đang thời kỳ làm đồng thì không có nước. Hợp tác xã thì cũng đã huy động cả cái nguồn lực của hợp tác xã cũng như nhân dân, bà con thành viên trong hợp tác xã là cùng nhau để chống hạn. Nhưng mà cái này thì nó giải quyết tình thế thôi. Có tính bền vững lâu dài những năm hạn hán như thế này thì rất là khó khăn. Cho nên trước cái sản xuất như vậy thì biết rằng là năng suất nó sẽ giảm. Nhưng mà hợp tác xã cũng quyết tâm là cố gắng giúp đỡ bà con để phục bơm bằng cái nỗ lực của mình để khắc phục được một số khó khăn sau này có được một số năng suất trong cái vấn đề đời sống cho bà con. Theo nhận định của bà con nông dân, nếu được cung cấp đủ nước tưới trong vài ngày tới thì mới có thể vớt vát được chút năng suất. Còn nếu vẫn phải chủ động bơm tưới như hiện nay thì khó có thể đáp đổi được số vốn bỏ ra đầu tư từ đầu vụ. Trước nguy cơ mất mùa của bà con nông dân thì rất cần sự quan tâm vào cuộc kịp thời của các cấp ngành liên quan để sớm giải quyết vấn đề tưới tiêu trong một vụ mùa không mấy khó khăn về nguồn nước như năm nay. Theo đánh giá của Huỳnh Thị Lời thì năm 2021, vụ hè thu thì được cho là có cái nguồn nước tưới tiêu khá là dồi dào. Tuy nhiên thì hiện tượng hạn hán cục bộ vẫn đang xảy ra ở một số địa phương, nhất là tại những nơi mà cuối nguồn nước tưới. Và nếu bà con nông dân vẫn cứ phải canh tác nhờ trời như thế này thì khả năng mất mùa là không xa.